Vâng, xin chào các bác nhé. Em vừa mua được một chiếc BMW X6 sản xuất 2009 nhập Mỹ, xe cực đẹp luôn, động cơ 3.0, biển cũng rất đẹp này, biển 30F81999, đây, biển cực đẹp. Cái con này thì em đang chạy về đây, đi rất sướng, xe thì hoàn toàn không lỗi gì cả, chỉ có một vài những cái chi tiết mà nó có bị hao mòn theo thời gian. Như con này em vừa kiểm tra thì có cái ti cốp cabo sau là hỏng, thì chắc là em sẽ cho thay này. Cảm biến áp suất lốp thì đang báo lốp non thì em sẽ cho bơm lại này. Và đang bị một cái cảm biến gió thì em sẽ cho thay. Đấy, còn ngoài ra thì xe hoàn toàn không lỗi gì cả, chạy 9.3. Đấy, xe rất đẹp, màu đỏ. Con này thì chắc là anh chị mua về chỉ sẵn sử dụng, em sẽ cho làm hết những cái chi tiết mà nó chưa được hoàn thiện ấy, thì em sẽ cho làm và anh chị mua về chỉ việc dùng nhá. Xe cực đẹp. Đấy, đang về thì chút nữa em sẽ tạt vào đâu đó để quay cho anh chị chi tiết chiếc X6 này. Đây các bác nhìn này, con X6 2009 đây, form rất là đẹp luôn. Và phải thực sự là với cái kiểu thiết kế của chiếc X6 cái đời 2009 này, mặc dù nó hơn chục năm rồi nhưng mà cái form này hoàn toàn là không bị lỗi thời theo thời gian. Nhìn form vẫn rất hiện đại luôn. Đây, em sẽ đi một vòng nguyên thân xe cho anh chị. Xe vừa lấy về đây có một vài những vết xước răm bên ngoài thân xe này. Đấy, nó nhỏ thôi, một vài những vết xước răm này thì sau cái video này em sẽ cho vào xử lý. Đấy, tỉa sơn lại này, thay một vài những cái đồ mà nó bị hao mòn, bị hỏng theo thời gian, như là cái ti cabo là sẽ cho thay. Đấy, cân lại lốp và thay cảm biến gió. Đấy, sơn tỉa. Đấy, con xe này thì sẽ cho làm những cái việc trên. Đấy, xe thì hoàn toàn không lỗi gì nhá. Đấy, form cực đẹp bác thấy không ạ? Form rất đẹp luôn. Nó thật là em nhớ là cái ngày xưa khi mà mới bắt đầu em đi buôn xe năm 2016. Em có xem một cái con X6 đời 2009 cũng như này. Đấy, cũng như này. Lúc đó thì chủ xe đòi đâu đó khoảng 1.1 tỷ. Thế mà bây giờ em bán cho các bác là cũng chưa đến 600 triệu. Đấy, xít 600 triệu luôn. Nó giảm một lửa. Mà cái con này ngày xưa mua nó đâu đó phải tầm gần 3 tỷ thì phải. Em nhớ không nhầm thì nó gần 3 tỷ. Đấy, form rất đẹp và đi cực sướng luôn. Nhưng với động cơ 3.0 thì xăng nó tiêu thụ cũng vừa phải thôi. Khoảng độ tầm đâu đó khoảng 13 lít xăng 100 cây. Đấy, về form giá của chiếc X6 này thì không có gì để chê cả. Biển rất đẹp luôn này, biển 31F8999. Đọc cái biển này thì nó quá là giá trị rồi. Đấy, nội thất đây, nội thất rộng. Xe 5 chỗ, nội thất rất rộng luôn. Nói chung là con này thì không lỗi gì cả nhá. Không lỗi gì. Đấy, bác nào mà đúng là tìm một chiếc xe sang ngày xưa, đấy, với một cái dòng xe mà form dáng đẹp, đấy, an toàn, thì có thể là cân đối mua chiếc X6 này rất hợp lý này. Giá giờ chưa đến 65 triệu. Cũng là quá rẻ rồi. Màu đỏ nhìn cũng rất đẹp đúng không ạ? Lốp này, chung là lốp còn rất mới nhá. Lốp sau này thì cũng còn được này, còn độ tầm 60%. Lốp này mới này. Lốp này cũng mới, ba lốp mới, một lốp còn 60%. Xe thì hoàn toàn không lỗi gì cả. Camera 360 độ quanh xe luôn. Đi xuống, đi êm cực kỳ luôn. Cái dòng này thực sự là, nếu mà chắc không cần phải nói quá nhiều về cái độ êm của xe rồi. Máy 3.0 cũng khá là khỏe. Đấy,
Này bác, các bác thấy form đẹp này mà. Form nó quá đẹp luôn. Đây, kể cả những cái con xe đời cao các bác thấy không? Những cái con Hyundai này. Form chưa chắc đã đẹp bằng như này. Thật sự theo đánh giá của em nó chưa chắc mà đã đẹp như này. Mà giá của nó phải tầm gần tỷ. Đấy, xe này thì em bao cho các bác là hoàn toàn không lỗi gì nhé. Thân vỏ không hề đâm va chút nào cả. Và đi cũng rất là sướng, số má mượt. Đấy, giá chưa đến 600 các bác nhé. Đấy, và các bác có nhu cầu mua chiếc xe này thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0334 895 55. Em Giang. Và đến xem xe trực tiếp tại salon ô tô số 1 Kinh Môn, tại phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương các bác nhé. Vâng, xin chào các bác.